Xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu. Thưa quý vị, thưa các bạn, sắp tới ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chúng tôi, những người thiện chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu, xin gửi lời chúc tới các thầy cô giáo, những người công tác trong ngành giáo dục, lời chúc sức khỏe và hy vọng là các thầy cô sẽ luôn dành thật nhiều tâm huyết cho sự nghiệp chồng người. Và điều đặc biệt của chương trình ngày hôm nay là ba người chơi của chúng ta, đó chính là ba giáo viên sẽ cùng khám phá những ô chữ của chương trình. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng những người chơi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu Chiếc Nón Kỳ Diệu. Xin mời chồng Dương ạ. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vòng chơi đoán nhanh thứ nhất. Và người chơi nào trả lời chính xác trong vòng chơi này sẽ có được 500 điểm. Ô chữ trong vòng đoán nhanh đầu tiên gồm có 26 chữ cái. Đây là tên một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Vân. Triều Nhung sẽ giúp chúng tôi mở ô chữ cái đầu tiên. Chữ B ạ. Xin mời chị Trúc. Bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân. Bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Đây là một trong những ca khúc có lẽ là chúng ta rất thuộc. Vì thế mà ngay ở cơ hội đầu tiên tôi thấy là cả ba anh chị đã rất nhanh tay để dành cơ hội trả lời. Nhưng may mắn đã mỉm cười với cả chị Trúc. Xin chúc mừng chị đã có câu trả lời chính xác và có được 500 điểm. Tôi rất muốn chị Trúc cũng như là chị Oanh và anh chị sẽ hát một đoạn mà chị yêu thích trong ca khúc này. Trên những nẻo đường mùa tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Bài ca ấy, bài ca ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Xin cảm ơn anh chị. Bây giờ thì chị Trúc sẽ giới thiệu về mình ạ. Xin kính chào quý vị khán giả và chào cả anh Tùng, chị Nhung. Tôi tên là Phạm Thị Ngọc Trúc. Tôi đến từ miền quê sung túc, nào bưởi, nào hồng, nào hoa cúc. Tính cách tôi thật thà trung thực, đối xử mọi người rất đúng mực. Yêu chương trình, tôi đã tới đây cùng người chơi lật ô tìm chữ. Hãy cổ vũ cho hai người nữ và cả người nam nữa chứ, để dinh về phần thưởng thật to. Xin mời quý vị khán giả có dịp sẽ về quê hương Phú Thọ chúng tôi để thưởng thức những đặc sản này. Xin cảm ơn chị Trúc. Tiếp theo chúng tôi xin mời anh Trì. Xin kính chào quý vị khán giả. Tên tôi là Phạm Thanh Trì, đến với Chiếc Nón Diệu Kỳ hôm nay. Một vòng tròn ba người quay, danh Tùng người dẫn thật hay tuyệt vời. Chị Hồng Nhung đẹp dạng ngời, thêm hai người bạn quyết chơi đến cùng. Dù được phần thưởng hay không cũng là một dịp để cùng được chơi. Tuyên Quang nơi ấy quê tôi, thơ mương đất nặng tình người vấn vương. Xin mời du khách thập phương dừng chân ghé lại quê hương anh hùng. Núi rừng Tây Bắc điệp trùng, còn in dấu dép của người năm xưa. Cùng về thăm lán Nà Lừa, mái đình Hồng Thái cây đa Tân Trào. Và tôi cũng xin kính chào quý vị khán giả đã vào trường quay, quý vị khán giả đang say trước màn ảnh nhỏ, một ngày thật vui. Cảm ơn anh chị. Chúng ta sẽ cùng làm quen và gặp gỡ với chị Oanh. Xin mời chị ạ. Tôi tên là Ngô Thị Kim Oanh với biệt danh Oanh Kèo. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thị trấn Thác Bà. Và cũng 16 năm đứng trong nghề, cũng là 16 năm tôi trở về phục vụ quê hương. Đến với chương trình ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng là tri thức của nhân loại là cả một đại dương, nhận thức của con người chỉ là một giọt nước. Và may mắn sau hai lần đăng ký tôi đã đứng được trường quay để lĩnh hội những giọt nước trong lành đó và khám phá những ô chữ kỳ diệu. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, sau đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ô chữ của chương trình trong vòng đoán nhanh thứ hai. Ô chữ gồm có 19 chữ cái. Đây là câu thành ngữ cổ để chỉ truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Chị Hồng Nhung như thường lệ sẽ mở giúp chúng tôi ô chữ cái đầu tiên, đó là chữ N. Xin mời chị Oanh. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, rất chính xác.
Một chữ cũng là thầy và nửa chữ cũng là thầy. Để chúng ta nói về lòng biết ơn cũng như là sự tôn trọng dành đến cho một trong những nghề cao quý, đó là nghề giáo viên. Thế thì chúc mừng chị Oanh với câu trả lời chính xác vừa rồi, thì chị Oanh đã có được 1.000 điểm. Chị Oanh cũng sẽ là người có những lượt quay đầu tiên trong vòng chương trình thứ nhất của chúng tôi. Ở trong vòng chơi này, chúng tôi có trò chơi phụ là ô phần thưởng. Ô phần thưởng sẽ tồn tại cho đến hết vòng chơi. Trước khi chúng ta đến với những vòng quay đầu tiên thì quý vị cùng với chúng tôi dành đôi chút thời gian để trò chuyện với chị Ngô Thị Kim Oanh đến từ Yên Bái. Chị là giáo viên dạy môn tiếng Anh đúng không ạ? Đúng rồi. Chị thường được học sinh gọi là mẹ lắm điều. Cái việc nói nhiều mang tính tích cực thôi chứ không phải là mang tính tiêu cực, cho nên các con tôi thường gọi là mẹ lắm điều. Trong quá trình dạy học thì thực ra tôi hay yêu cầu các em làm rất là nhiều việc, từ việc rèn luyện ý thức học tập, đạo đức cũng như là tu dưỡng rèn luyện. Thứ hai là việc rèn chữ, đặc biệt tôi rất chú trọng đến vấn đề rèn chữ cho các cháu. Rèn luyện cái tính viết đẹp xong rồi các em phải viết nhanh. Viết nhanh thì các em mới có thời gian để lắng nghe các thầy cô giáo giảng bài và có thể là chắt chiu được những cái gì mà tinh hoa nhất để cho em có được tri thức. Cho nên là nói nhiều quá, bắt làm nhiều quá nên các con gọi là mẹ lắm điều. Và nhắc đến viết chữ đẹp thì đây là một điều cần thiết đúng không ạ? Bởi vì chúng ta vẫn có câu là nét chữ nét người. Qua rất nhiều lớp học trò thì rất nhiều các em bây giờ là viết chữ rất là đẹp và có quay về cảm ơn cô giáo rất nhiều. Xin cảm ơn chị. Bây giờ là lúc mà chúng tôi cùng với quý vị và ba người chơi quay chiếc nón và đoán ô chữ. Và ô chữ trong vòng chơi này gồm có 10 chữ cái. Xin mời. Đây là ngôi đền có giá trị văn hóa lịch sử ở Phú Thọ. Chị Anh sẽ quay trước. Tôi xin đoán chữ D. Có một chữ D. Ô may mắn ạ. Với ô may mắn này thì mình muốn mở ô thứ 9. Tôi xin đoán nó là chữ E. Có hai chữ E. Điểm. Và tôi xin đoán chữ N. Có hai chữ N. Tôi xin đoán chữ Y ngắn ạ. Chữ Y ngắn, có một chữ Y ngắn. Tôi xin đoán chữ H. Chữ H, có một chữ H. Chú anh thân mến, hiện nay chị đang có tổng số là 5.100 điểm. Chị sẽ đoán luôn, giải luôn hay là chúng ta sẽ quay tiếp ạ? Thực ra thì tôi cũng có cái niềm đam mê là thích khám phá. Cho nên là thôi đến đây chơi rồi thì cứ quay để tìm hiểu tiếp. Vâng, xin mời chị ạ.
Tôi xin đoán chữ T. Có một chữ T. Các em học sinh và các bạn, mọi người bên dưới đoán hay là quay ạ? Chắc chắn đáp án thì cũng không chắc lắm đâu. Thế nhưng mà thôi thì cũng đoán thử xem. Tôi xin giải ô chữ này là đền thiên cơ. Đền thiên cơ. Không chính xác. Rất đáng tiếc. Xin mời chị Trúc. Tôi xin đoán chữ ô. Có một chữ ô. Tôi xin giải ô chữ này là đền thiên cổ. Hoàn toàn chính xác. Những năm gần đây có một địa danh nằm trong địa phận của kinh đô Văn Lang xưa, thu hút khá đông đảo người đến thắp hương, tìm hiểu về văn hóa, việc dạy và học thời Hùng Vương. Đó là đền Thiên Cổ, Thiên Cổ Miếu. Sự hiện diện của ngôi đền cổ tại đây cho thấy Việt Nam đã có một văn hiến lâu đời và truyền thống tôn sư trọng đạo quý báu của nhân dân ngay từ thời dựng nước. Đền Thiên Cổ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp bằng chứng nhận di tích lịch sử. Thưa quý vị, chị Ngọc Trúc chính là người chơi đã chiến thắng ở vòng chơi chính thứ nhất của chúng ta với số điểm là 900 điểm. Xin chúc mừng chị. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cơ hội tiếp theo của chúng tôi ở vòng chơi chính thứ hai trong chiếc nón kỳ diệu. Xin được chào đón quý vị và các bạn đến với vòng chơi chính thứ hai của chiếc nón kỳ diệu. Trên tay của tôi lúc này đó chính là hai ô bí mật. Nếu như người chơi của chúng ta quyết định sẽ khám phá ô bí mật, có hai trường hợp xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất là người chơi sẽ ngay lập tức có được tiền mặt 3 triệu đồng. Trường hợp thứ hai là sẽ mất điểm. Vì thế mà người chơi hãy suy nghĩ thật kỹ khi quyết định tham gia khám phá ô bí mật của chúng tôi. Bây giờ thì tôi sẽ đặt hai ô bí mật này lên hai vị trí của chiếc nón. Chiếc nón đã sẵn sàng với những vòng quay của mình. Chị Ngọc Trúc là người chơi đã chiến thắng ở vòng chơi chính thứ nhất. Chị là giáo viên tiểu học, đã từng công tác ở trong trường SOS. Các ngôi trường này có gì đặc biệt không ạ? Trường của tôi là thuộc tổ chức SOS Việt Nam. Đây là một tổ chức từ thiện nhằm mục đích là dạy các cháu là con mồ côi. Mục đích thứ hai nữa là để giúp cho các cháu hòa nhập với cộng đồng bên ngoài. Các cháu là con mồ côi được đón từ các tỉnh miền núi. Hoàn cảnh của các cháu có đặc biệt hơn một chút. Và cái kỷ niệm mà chúng tôi cũng ghi nhớ đó là có một hôm là đang dạy học thì tôi quay xuống, tôi thấy hai cháu ngồi cạnh nhau cứ nói tiếng dân tộc thôi. Tôi không hiểu gì cả. Và tôi cũng hỏi là em đang bảo cô gì đấy, thì cháu lại quay lại nói tiếng Việt. Thì sau đó dần dần thì các cháu cũng quen dần với môi trường học tập của mình. Chị là người có khả năng nổi trội nấu ăn. Tôi khiêm tốn một chút. Ngon nhất thì chắc là món trứng luộc. Nếu mà chín thì tôi bảo là hôm nay là tôi nấu thế cho ngon. Còn hôm nào không chín lắm thì tôi bảo là đây là tôi chủ định nấu thế. Trứng lòng đào ăn cũng ngon đúng không ạ? Đổi vị đi. Xin cảm ơn chị Trúc. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các vòng quay. Ở vòng chơi chính thứ hai này, thưa quý vị, ô chữ của chúng tôi gồm có 7 chữ cái. Xin mời. Đây là loại hình nghệ thuật dân gian vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Xin mời chị ạ. Ồ, bí mật. Nhưng mà trước khi mà chị muốn khám phá bí mật này thì chị hãy đoán ô chữ của chúng tôi chưa? Tôi xin đoán chữ H. Chữ H, có chữ H. Chúng tôi sẽ chưa vội thông báo là có bao nhiêu chữ H, bởi vì chúng tôi muốn hỏi chị Trúc là chị có tham gia khám phá ô bí mật hay không. Tôi rất muốn khám phá ô bí mật, nhưng mà cảm giác của tôi bây giờ mới được quay lần đầu tiên nên tôi sẽ tiếp tục quay nữa. Ô bí mật của chúng tôi nếu chị khám phá thì có thể chị sẽ có được 3 triệu đồng luôn đấy ạ, mà vẫn được quay tiếp. Tất nhiên là trừ khi chúng ta vào ô mất điểm thì chúng ta sẽ phải nhường lượt chơi cho người bên cạnh. Và cái phần mất điểm thì chúng ta chỉ có điểm thì chúng ta chả sợ phải mất.
Thế tôi chơi luôn. Chị khám phá không ạ? Vâng. Rất là thú vị. Thưa quý vị, vậy thì chúng ta sẽ cùng khám phá ô bí mật với chị Trúc. Đây là ô bí mật mà chúng ta sẽ mở lên để biết được ẩn chứa điều gì. Thưa quý vị, ô bí mật mà chị Trúc đã lựa chọn và quyết định khám phá đó là ô chẳng có số nào. Mất điểm ạ. Nhưng mà không sao cả, bởi vì chị chưa có điểm nên là chúng ta hãy coi đây là một lần mất lượt thôi. Và đã được khám phá điều thú vị đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng lật ô bí mật này lên. Đây mới là ô chứa 3 triệu đồng thưa quý vị. 3 triệu đồng đây ạ. Nhưng mà cái quan trọng là chị Trúc đã có cảm giác hồi hộp cùng với chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi xin được công bố chữ H. Có một chữ H trong ô chữ này. Lần chơi sẽ đến với anh Trì, xin mời anh. Tôi xin đoán chữ A. Chữ A, có một chữ A. Anh chị sẽ quay tiếp. Ba trăm điểm. Tôi xin đoán chữ N. Chữ N, không có chữ N. Lần chơi đến với chị Kim Oanh, xin mời chị. Bảy chấm điểm. Tôi xin đoán chữ C. Có một chữ C. Đáng tiếc không tham gia ô bí mật nhưng mà chị Kim Oanh vẫn mất điểm như thường. Và mất điểm lần này mới tiếc đúng không ạ? Bởi vì chị cũng đã có một số điểm nhất định rồi. Lần chơi sẽ đến với chị Trúc. Xin mời chị. Nhân đôi ạ. Tôi xin đoán chữ T. Chữ T, không có chữ T. Xin mời anh Trì. Mất lượt. Xin mời chị Kim Anh. Điểm. Tôi xin đoán chữ E. Chữ E, không có chữ E. Xin mời chị Trúc. Tám trăm điểm. Tôi xin đoán chữ O. Có một chữ O. Xin mời chị Trúc quay tiếp ạ. Lại là ô mất điểm. Hôm nay tôi nghĩ là chị Trúc với cả chị Oanh nên hát là làm lại từ đầu. Vâng. Xin mời anh Trì. Tôi xin đoán chữ B. Có một chữ B.
Tôi xin đoán chữ Y ngắn. Chữ Y ngắn có hai chữ Y ngắn. Và bây giờ thì anh chị sẽ giải ô chữ này ạ. Tôi xin đọc ô chữ này là bài tròi. Hoàn toàn chính xác. Nghệ thuật bài tròi của ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Nam đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lập hồ sơ để trình UNESCO công nhận bài tròi là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cũng như những loại hình âm nhạc khác, bài tròi kế thừa nhiều giá trị văn hóa từ các loại hình âm nhạc, làn điệu, dân gian khác. Tuy nhiên, bài tròi có nét đặc trưng riêng biệt, trong khi đa số các loại hình phi vật thể khác chỉ có xem và nghe, thì bài tròi cuốn hút người xem bởi ba yếu tố: nghe, xem và chơi. Thưa quý vị, như vậy là anh Phạm Thanh Trì đã trở thành người chơi chiến thắng ở vòng chương trình thứ hai của chúng tôi với số điểm cao nhất cho tới thời điểm này là 3.000 điểm. Xin chúc mừng! Vòng chơi này đã được khép lại để tất cả chúng ta cùng với ba người chơi đến với vòng chơi chính tiếp theo của Chiếc Nón Kỳ Diệu. Chào đón quý vị và các bạn đến với vòng chơi chính thứ ba của Chiếc Nón Kỳ Diệu. Thưa quý vị, đây là 4 hộp quà trong phần chơi phụ đổi hay không đổi. Nếu như người chơi của chúng ta quyết định là sẽ tham gia khám phá các hộp quà của chúng tôi, thì rất có thể là người chơi sẽ đến với hộp quà có tiền mặt. Ở trong 4 phần quà này có 2 hộp quà là những món quà mang tính chất kỷ niệm và 2 hộp quà còn lại là tiền mặt có tổng giá trị lên tới mức là 10 triệu đồng. Chúng tôi thì luôn mong muốn là người chơi của mình sẽ có thể khám phá được hộp quà có tiền mặt, bởi vì đó là may mắn của những người chơi khi quyết định tham gia vào phần chơi phụ này. Và bây giờ tôi sẽ quay trở lại vị trí để chúng ta bắt đầu vòng chương trình thứ 3. Anh Phạm Thanh Trì là thành viên nam duy nhất trong số 3 người chơi tham gia chương trình của chúng tôi. Anh Trì hiện nay đang là hiệu trưởng một trường tiểu học ở xã vùng cao. Tôi được biết là có những cái trường hợp những người giáo viên ở vùng cao như là anh Trì, thậm chí là phải đến từng gia đình một, đúng không ạ? Để động viên và để giúp đỡ gia đình, hướng gia đình là dành thời gian để cho các em nhỏ đến trường và được học cái chữ. Ngoài cái công việc là lên lớp giảng dạy ra thì mỗi giáo viên đều phải có một cái trách nhiệm trong cái việc mà quan tâm đến học sinh. Thế và vào mỗi năm học thì chúng tôi đều có những cái chương trình phối hợp với địa phương để làm cái công tác vận động học sinh đến trường. Và những học sinh khó khăn thì giáo viên đều giúp đỡ, và chúng tôi có một cái phong trào là mỗi một giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh khó khăn trong trường, để những cái học sinh đó có đủ cái điều kiện sách vở quần áo cũng như là những cái yêu cầu tối thiểu để các em được đến trường học tập. Với tinh thần cũng như tâm huyết của những người giáo viên giống như anh Trì thì toàn xã hội của chúng ta sẽ hướng tới cái việc là xóa được mù chữ trong cả nước. Vâng, xin cảm ơn anh. Và vòng chương trình thứ 3 hôm nay, ô chữ gồm có 8 chữ cái. Đây là một loài động vật biển đang được trưng bày tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Xin mời anh chị ạ. Xin chấp điểm ạ. Tôi xin đoán chữ A. Chữ A có 2 chữ A. Anh chỉ có quyền tham gia vào phần chơi đổi hay không đổi khi mà anh đã dự đoán chính xác ở ngay lượt đoán đầu tiên. Anh có tham gia hay không ạ? Đến với chương trình này trước khi đi thì con gái có yêu cầu ba như này. Nếu như mà ba được chơi vào vòng thứ 3 mà được đổi thì ba phải đổi để có quà về cho con. À thế ạ. Vòng quay này tôi được quyền đổi, tôi xin đổi. Xin mời anh ạ. Khi mà con anh Trì có dặn anh là nếu mà bố tham gia vào phần chơi này thì bố nhớ là hãy tham gia vào phần chơi đổi hay không đổi. Có dặn anh luôn là sẽ lựa chọn một nào không? Trước khi đi con gái tôi dặn rất là kỹ rồi. Bởi vì là chương trình thì sẽ không đặt tiền vào ô đỏ. Ôi sao biết à? Con gái tôi nói thế. Mà tên là quà, cho nên là bố nhất định phải là chọn ô đỏ vì con rất thích quà. Có thể là món quà đấy là một cái gì đó, nhưng mà cháu bảo là rất muốn có quà của chương trình. Vâng. Nên là
có gọi là xui bố là phải nhận cái hộp màu đỏ. Mà thật lòng anh muốn hộp nào? Tôi thì rất yêu con gái cho nên là tôi lựa chọn theo con gái. Vợ anh có dặn gì không? Vợ tôi chỉ dặn là con cứ kệ ba, nhưng mà thôi thì hai bố con cứ tâm sự với nhau rồi thì thống nhất ở nhà rồi. Tôi tưởng vợ anh dặn là thôi anh cứ nghe lời con. Thưa quý vị khán giả thì sao ạ? Quý vị, theo quý vị thì anh chỉ nên chọn hộp màu nào? Đỏ. Bây giờ tôi sẽ giúp anh mang hộp quà này về được các anh nhé. Vâng, xin mời anh ạ. Thưa quý vị, như vậy là ở vòng chương trình thứ 3 này thì lượt quay sẽ còn dành lại cho chị Oanh và chị Trúc. Xin mời chị Oanh sẽ quay tiếp ạ. Xin đoán chữ Y ngắn. Chữ Y ngắn, rất đáng tiếc là không có chữ Y ngắn nào. Chơi sẽ đến với chị Trúc ạ. Bảy trăm điểm ạ. Tôi xin đoán chữ B. Chữ B, không có chữ B. Như vậy là cả hai chị sẽ không có quyền tham gia vào phần chơi đổi hay không đổi nữa. Xin mời chị Oanh sẽ quay tiếp. Bốn trăm điểm. Tôi xin đoán chữ C. Chữ C, không có chữ C. Xin mời chị Trúc. Tôi đoán chữ N. Chữ N, có hai chữ N. Chị sẽ quay tiếp, xin mời. Tôi sẽ đoán chữ O. Chữ O, có một chữ O. Xin mời chị. Tám trăm điểm. Tôi sẽ đoán chữ H. Chữ H, có một chữ H. Xin mời chị. Thêm lượt ạ. Tôi đoán chữ S. Chữ S, có một chữ S. Chúng sẽ quay tiếp. Tôi đoán chữ M. Chữ M, không có chữ M. Chúng ta chỉ còn lại một ô chữ nữa thôi. Và ở lời trả lời vừa rồi thì chị Trúc đã trả lời không chính xác. Tuy nhiên chị vẫn có thêm lượt ạ. Vì thế mà xin mời chị sẽ quay tiếp. Tôi xin đoán chữ U. Chữ U, cũng không có chữ U nào.
Giờ chơi quay trở lại với chị Kim Oanh, xin mời. Điểm. Chị đã có hai lần trả lời liên tiếp không chính xác rồi đấy ạ. Mình cũng biết là như thế, nhưng mà đang hơi khó nghĩ bởi vì ghép hết các chữ này rồi mà còn mỗi một chữ cái cuối cùng nữa có thể ghép được vào đây mà đang loay hoay là không biết có đúng hay sai. Còn chữ cuối cùng có thể ghép là y dài. Y dài không phải là y dài ạ. Thế vậy là chị Kim Oanh sẽ dừng vòng chơi thứ ba. Chị Trúc cũng vậy, chị cũng đã có hai lượt trả lời liên tiếp không chính xác. Trả lời tiếp theo nếu không chính xác nữa thì chị cũng giống chị Kim Oanh, bắt buộc chúng ta sẽ phải nhường cơ hội đến với quý vị khán giả. Xin mời chị Trúc ạ. Hôn nhân đôi ạ. Tôi xin đoán chữ P. Không có chữ P. Và rất đáng tiếc thưa quý vị, như vậy là chị Trúc và chị Oanh đã không giải được ô chữ của chúng tôi. Lượt chơi sẽ dành đến cho quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Vâng ạ, xin mời anh. Tôi xin đoán ô chữ là san hô não. San hô não, hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Đó là đáp án của chúng tôi. San hô não là tên thông dụng của các loài san hô trong họ Favidae, được gọi như thế do hình cầu và bề mặt có rãnh tương tự như não người. Mỗi đầu san hô được hình thành bởi một quần thể có polyp di truyền giống hệt nhau, tiết ra một bộ xương cứng bằng canxi carbonate. San hô não được tìm thấy trong các dạng san hô nước ấm nông trong tất cả các đại dương của thế giới. Trên thế giới, san hô não Venala chagius là động vật đặc hữu của quần đảo Chagos. Còn ở Việt Nam, san hô não đang được trưng bày tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Vâng, xin được chúc mừng anh với câu trả lời chính xác. Anh hãy giới thiệu về mình ạ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Vũ Thảo, đến từ Tuyên Quang và tôi đến cổ vũ cho anh Phạm Thanh Trì. Xin cảm ơn chương trình. Xin chúc mừng anh Thảo và chúng tôi có một phần quà dành tặng anh ạ. Xin cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng tập trung của mình vào anh Thanh Trì ạ. Với món quà mà anh đã lựa chọn theo đúng ý muốn của con gái mình, đó là hộp màu đỏ. Tuy nhiên thì bên trong hộp màu đỏ có phải là thứ mà bé thích hay không thì chúng ta lại phải khám phá tiếp. Bây giờ anh chị muốn sẽ mở luôn hộp quà này hay là tôi sẽ giúp anh mở một hoặc là hai hộp quà bên dưới khám phá trước? Anh thích hộp màu nào? Nếu tôi lựa chọn thì tôi sẽ chọn màu trắng. Màu trắng, tôi mở luôn hộp màu trắng. Xong đến xanh, tôi sẽ khám phá luôn giúp anh. Trong này là một tờ giấy. Số tiền là 7 triệu. Không phải 7 triệu, 6 triệu. Hoàn toàn chính xác. Còn anh rất là mong muốn là anh sẽ lựa chọn được món quà mang tính chất kỷ niệm. Vâng. Đúng rồi ạ. Để khi chia tay ra về thì anh sẽ mang món quà đó tặng cháu đúng không ạ? Hộp màu xanh là gì ạ? Là một món quà mang tính chất kỷ niệm. Đó là găng tay nấu ăn ạ, gồm có 100 cái. Tức là được nấu ăn trong 100 ngày. Anh hãy khám phá hộp màu đỏ mà anh đã lựa chọn đi ạ. Xin mời anh. Là gì ạ? Quý vị đoán là gì ạ? Giấy. Là giấy ạ. 666.000 đồng. Và như vậy là trong vòng chương trình thứ 3 hôm nay thì chúng ta đã không tìm ra được người chiến thắng. Cơ hội giải ô chữ nhường đến cho một quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Sau 2 vòng đoán nhanh và 3 vòng chơi chính thì hiện nay số điểm mà các người chơi của chúng ta có được như sau. Chúc mừng chị Kim Oanh, chị đang có là 1.000 điểm tương ứng với 1 triệu đồng. Chị Ngọc Trúc đang có là 1.400 điểm tương ứng với 1.400.000 đồng khi chia tay chúng tôi ra về. Còn anh Thanh Trì, anh đã có được số điểm cao nhất và là người sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong vòng chơi đặc biệt. Số điểm của anh đang có vào lúc này là 3.000 điểm tương ứng với 3 triệu đồng. Xin chúc mừng anh cùng với 666.000 đồng mà anh vừa có được khi tham gia vào phần chơi đổi hay không đổi. Chúng ta hãy cùng dành thêm một tràng vỗ tay nữa để chúc mừng anh Thanh Trì có mặt trong vòng chơi đặc biệt của chúng tôi. Chương trình Chiếc Nón Kia Diệu cũng có những phần quà dành tặng tới 3 người chơi. Xin mời chị ạ. Xin cảm ơn chị. Xin cảm ơn anh. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vòng chơi dành cho quý vị khán giả có mặt tại trường quay của Chiếc Nón Kia Diệu.
Xin được chào đón quý vị và các bạn đến với vòng chơi dành cho quý vị khán giả có mặt tại trường quay của Chiếc Nón Kỳ Diệu. Và ô chữ chúng tôi dành đến cho khán giả trong vòng chơi này gồm có 12 chữ cái. Xin mời. Năm 2014, kỷ niệm 95 năm ngày ra đời của bản nhạc này. Và chúng tôi xin mời một quý vị khán giả ai biết ạ? Tôi thấy chị áo đen ạ, xin mời chị. Dạ em xin trả lời ô chữ này là dạ cổ Hoài Lang ạ. Hoàn toàn chính xác, đó chính là dạ cổ Hoài Lang. Tối mùng 8 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bạc Liêu tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày ra đời bản dạ cổ Hoài Lang năm 1919 đến năm 2014. Đây là công trình nhằm tôn vinh giá trị của nghệ thuật đàn ca tài tử Nam Bộ và tôn vinh cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị bản dạ cổ Hoài Lang trong đời sống đương đại. Bản dạ cổ Hoài Lang của cố nghệ nhân Cao Văn Lầu là một sản phẩm tinh thần kỳ diệu. Đây không chỉ là món ăn tinh thần và là niềm tự hào của riêng người dân Bạc Liêu, mà còn cả người dân Nam Bộ, của cả dân tộc và hàng triệu người yêu thích âm nhạc dân tộc trong và ngoài nước. Xin chúc mừng bạn, hãy giới thiệu về mình đi ạ. Dạ em tên là Phạm Hồng Nhung ạ. Em tốt nghiệp đại học rồi ạ, nhưng mà chưa đi làm. Đây là phần quà mà chúng tôi dành để cho bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong một chơi đặc biệt của Chiếc Nón Kỳ Diệu. Đây là thử thách tiếp theo của chúng tôi dành cho người chơi xuất sắc nhất sau 2 vòng đoán nhanh và 3 vòng chơi chính, đó chính là anh Thanh Trì. Hiện tại thì anh đang có được số điểm cao nhất và một lát nữa anh sẽ tạm biệt chúng tôi ra về với số tiền thưởng chắc chắn anh có là 3.666.000 đồng. Chúng tôi cũng rất hy vọng là anh sẽ còn có thêm có thể là mức 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu hoặc là 30 triệu nếu như anh giải được ô chữ trong vòng chơi này. Anh sẽ khám phá ô chữ trước hay là chúng ta đến với phần quay nón để tìm các mức tiền thưởng trước ạ? Tôi xin khám phá ô chữ trước. Ô chữ trong vòng chơi đặc biệt của chúng tôi tuần này gồm có 16 chữ cái. Xin mời. Đây là khu di tích quốc gia đặc biệt tại Đông Triều, Quảng Ninh. Và anh Thanh Trì sẽ có quyền đoán trước 3 chữ cái. Xin mời anh. Tôi xin đoán chữ N. Chữ A. Và chữ T. Chữ N có 2 chữ N. Chữ A có 1 chữ A. Chữ T có 2 chữ T. Cả 3 chữ cái mà anh vừa dự đoán đều có trong ô chữ của chúng tôi. Sau đây sẽ là 30 giây để anh suy nghĩ. 30 giây bắt đầu. Thời gian suy nghĩ đã kết thúc. 10 giây để anh Thanh Trì đưa ra các phương án trả lời. Bắt đầu. Thời gian đã kết thúc và như vậy là anh Thanh Trì không đưa ra được câu trả lời cho ô chữ này của chúng tôi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau giải ô chữ này sau khi đến với những thông tin thú vị của Chiếc Nón Kỳ Diệu tuần sau. Tôi tên là Phạm Quốc Đặng, năm nay tôi 25 tuổi. Em tên là Lưu Thị Việt Hà, 29 tuổi. Tôi là Phạm Thị Kiều Anh, tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hà Nam. Ồ, rất may mắn, chỉ một chút xíu nữa thôi sẽ sang ô mất điểm. Em thích cái hộp chị họ. Hộp chị họ, bạn hay họ ạ? Chồng em hay họ. Phương án này em biết ạ, bởi vì là em vừa mới sinh bé ạ. Rất đáng tiếc không chính xác. Bạn Hà trở về xa, bạn vỗ tay to và cười tươi quá. Hãy quay trở lại với Chiếc Nón Kỳ Diệu tuần này để chúng ta khám phá ô chữ trong một chơi đặc biệt. Thưa quý vị, anh Thanh Trì sau 30 giây suy nghĩ và 10 giây đưa ra phương án trả lời đã không có được đáp án. Cơ hội này
Chúng tôi sẽ nhường đến cho khán giả có mặt tại trường quay. Đây là khu di tích quốc gia đặc biệt tại Đông Triều, Quảng Ninh. Xin mời một quý vị khán giả. Xin mời anh ạ. Tôi xin đoán ô chữ này là khu di tích nhà Trần. Khu di tích nhà Trần. Đó chính là đáp án của chúng tôi. Xin chúc mừng anh. Khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều bao gồm 14 cụm di tích nằm ở phía nam dãy núi Đông Triều, trải dài trên 4 xã An Sinh, Bình Khê, Thủy An và Tràng An. Đông Triều có nghĩa là triều đình phía đông, vùng đất cổ Đông Triều trước đó có tên gọi là An Sinh hay Yên Sinh. An Sinh vốn là quê gốc của nhà Trần trước khi rời đến Thái Bình và Nam Định. Đây là vùng thánh địa linh thiêng mang đậm yếu tố lịch sử văn hóa đặc sắc, nơi quê gốc nhà Trần. Tạo nên hệ thống di tích về hành trình tu hành và hóa Phật của đức vua Trần Nhân Tông. Xin mời anh ạ. Anh hãy giới thiệu về mình. Tôi giới thiệu, tôi là Đào Đức Toàn. Tôi đến từ Đông Anh. Và xin cảm ơn anh và chúc mừng anh đã có câu trả lời chính xác. Chúng tôi có một phần quà dành tặng anh ạ. Xin cảm ơn chương trình. Đây là khu di tích quốc gia đặc biệt tại Đông Triều, Quảng Ninh. Tuy nhiên thì tôi hiểu được cảm giác của người chơi trong vòng chơi đặc biệt. Chúng ta sẽ đôi khi mất bình tĩnh đúng không ạ? Đặc biệt là thời gian cứ nhảy liên tục. Dù sao chăng nữa thì anh Trì vẫn là người xuất sắc nhất trong chương trình ngày hôm nay. Anh sẽ tạm biệt chúng tôi ra về với số tiền đó là 3.666.000 đồng. Xin chúc mừng anh. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ phải nói lời chia tay quý vị tại đây. Và chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở chương trình này tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên website có địa chỉ www.youtube.com/vtv showbiz.